Em đã quay trở lại với kênh của mình Biker ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con xe chùm phân khúc 300cc hai máy. Đó, thì biết sao mà anh em thấy mình quay trong nhà không? Tại bởi vì ngoài trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa. Mưa quá anh em. Mà mình đi ra ngoài quay sợ nó dơ xe cho nên thôi. Nó còn rất là ke cho nên quay cho anh em xem tại đây luôn, trong nhà luôn. Thì con xe này mình có bán luôn và hỗ trợ rút gốc cho anh em ở xa. Đó, thì giá của nó chỉ có 95 triệu 500 ngàn thôi. Những anh em ở xa mua xe của mình thì biết rồi đó. Thì có hỗ trợ rút gốc chuyển xe về cho anh em ở xa nha. Rồi, ok anh em, bây giờ bắt đầu vào review chi tiết con xe này. Tới những dòng 300cc á thì anh em sẽ liên tưởng tới ngay là Z300, Benelli 302 với tiếng bô hầm hố. Rồi tiếp theo đó là Ninja 300, R3, xuống một xíu nữa là CBR250. Rồi cái con xe mà dữ dằn chuẩn bị ra mới đây á thì nó đã nằm phân khúc 4 máy rồi thì nó không thể xếp vô cái dòng này được. Thì có ZX25R. Rồi đại khái là những dòng một máy thì có KTM 390 luôn, nó không nằm ở đây được. Rồi tiếp là CB300R. Đó, thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em một con xe, nó là chùm phân khúc 300 phân khối. Thì con xe này á nó có tới 321cc, nó là MT03, xe rất là đẹp luôn anh em. Mình thu con xe này về bởi vì nó rất là đẹp, với lại để cho anh em chơi luôn. Vừa được review, vừa anh em có xe đẹp để chơi, một công đôi chuyện. Con xe này á thì cameraman phải quay gần nó từng chi tiết ha. Đó, những cái thông số kỹ thuật thì mình đã nói cho anh em hết rồi. Thì bây giờ mình muốn nói về cái dáng của nó. Mình chạy con xe này rồi thì mới dám review cho anh em nha. Chạy cũng cả tuần rồi đó, hơn một tuần luôn, chạy xa chạy gần. Thì có thể nói là nó ngồi rất là thoải mái, nó rất là lanh. Và con xe này á nó chung cục máy với lại R3 đó anh em. Nhưng mà con này có ABS, R3 không có ABS nha. Quay đây, ABS trước sau. Đó, ABS trước sau. Quay gần rồi nó, anh em, thì mình đem ra trước quay ha. Thì kệ nó hơi dơ xíu nhưng mà sẽ thấy rất là rõ cho anh em xem trực tiếp những anh em nào muốn mua đó. Thì bây giờ sao ta? Nãy giờ mình nói cái ABS rồi, ABS trước sau rất là an toàn, ok. Với lại con xe này ngồi rất là thoải mái thôi. Chỉ có một điểm là ở đây á, con xe này nó sử dụng đèn halogen ha, nhưng mà rất là sáng. Anh em có thể độ lên đèn LED. Độ lên đèn LED rất là đẹp, gắn thêm đèn LED rất là đẹp đó. Rồi, một cái nữa là rất có thích hợp cho anh em mới tập chơi ha. Đó là con này có hiển thị số luôn. Hiển thị số nằm ngay chỗ này. Đó, hiển thị số nằm chỗ này. Báo xăng. Đó, con này odo mới có 10.000 thôi. Rất là đẹp luôn, xe rất là đẹp. Ra đây nước mưa. Tiếp theo là con xe này rất là mạnh nha anh em. Đi tour rất là ok luôn. Còn đi trong thành phố rất là linh hoạt. Mình không có chê ở đâu, mình không có chê hay là mình
khen quá lối với con xe này. Nhưng mà những anh em mà đã chạy nó rồi á thì những anh em biết luôn, rất là linh hoạt, đi tour rất là ok, rất là khỏe. Và kéo lên tốc độ từ 0 tới 100 chỉ có mấy giây thôi, và kéo lên nó đi trong khúc 140 đến 150, rất là nhanh nha, rất là khỏe luôn. À, con này có thể kéo nhiều anh em trên kênh YouTube á, kéo có thể lên đến 180, 190 luôn á, ghê không? Ghê đâu. Nhưng mà mình không có kéo tới mức đó đâu ha, mình test xe mình chỉ kéo tới 160, 170 thôi. Đó thì rất là mạnh. So với mà những trong vòng 300 phân khối là nó mạnh nhất luôn á, chùm luôn á. Có thể anh em thích Benelli vì tiến bộ của nó, nhưng mà Benelli chạy không có tuổi so với con này, và Z300 cũng vậy. Và nó mạnh, đương nhiên là nó phải hao xăng hơn nha anh em. À, con này á, xe zin của nó, đây là xe zin nè, bô zin nè. Thì tầm 24-25 cây lít. Còn mà bộ độ bô lên là 20 cây lít chắc luôn á anh em. 20 cây lít chắc luôn á. Thì con xe này hiện tại đang có những gì? Có bảo vệ các nước nè. Đó, bảo vệ các nước. Quay cái bảo vệ các nước nè, đây nè, phía trước nè. Bảo vệ các nước mà không biết mà đi quay cái gì vậy? Đó. Rồi, hai chìa khóa zin đầy đủ luôn, rất là đẹp luôn. Mã số rất là đẹp, anh em thấy chưa? Mua con xe này về chỉ chạy thôi, không có cần làm gì hết. Thì bây giờ sẽ cho anh em nghe tiếng bô zin của nó nha. Trước khi mà anh em muốn đề xe lên, anh em nạt bô thì anh em phải để cho nhớt nó bơm lên một chút rồi anh em mới nạt nha. Đây, qua đây coi, coi anh em coi cái cây bô zin này. Máy rất là lực luôn, thấy không? Anh em nghe lực máy rất là lực. Đó. Với lại anh em thấy không, cặp vỏ Michelin rất là mới, vỏ mới tinh luôn. Chạy xuống mưa nên nó dính cát một xíu thôi, chứ vỏ mới tinh luôn, vỏ trước cũng mới tinh luôn. Đây. Để bên xe lỡ mà đòi làm hoài. Đây, bây giờ mình sẽ cho một người 1m6, mấy năm mấy thôi, mấy sáu, ngồi lên con xe này cho anh em xem. Đó là bình đầu cắt môi. Vô dịnh xe. Rồi. Đó, 1m6 ngồi trên con xe này rất là thoải mái nha. Đó, những anh em ở xa thì anh em coi clip kỹ rồi có gì mình vào việc. Mấy sáu ngồi rất là thoải mái. Đây, nhông sinh đĩa mới, rất là mới ha. Nói chung là anh em khỏi cần coi nhiều. Mấy sáu ngồi cảm giác sao? Nói coi. Đây là một người chưa bao giờ chạy MT03, thì chia sẻ lại cảm giác khi mà anh cho em chạy, cảm giác sao? Mạnh hơn Z300 nhiều. Nói gì nữa? Đề ba tốt. Ngồi cảm giác thoải mái hơn. Auto êm á. Theo anh thấy nha, Z300 vẫn đẹp, nhưng mà đẹp theo kiểu khác. Đúng rồi. Con này vẫn đẹp nhưng mà đẹp theo kiểu khác luôn. Con này đi tour là con này đi tour là khỏi phải chê luôn. Đó, rất là ok. 1m6, 1m55 ngồi vẫn được đúng không em? Rồi bây giờ mình sẽ cho mình 1m7 ngồi lên nè. Rất là hợp con luôn á anh em. Rất là hợp luôn. Đó, ngồi rất là thoải mái. Đi trong thành phố, đi tour. Ví dụ anh em mua một con xe, những anh em rất là ngại vì chạy dòng sport, chở bạn gái nó không ok. Thì bây giờ mình sẽ chở người mẫu Vin đích thử nha. Coi thử dáng ngồi sẽ như thế nào. Ok. Bây giờ mình sẽ chở người mẫu Vin đích. Rồi. Người chưa phía trước, như mình người phía trước thì cảm thấy là thoải mái rồi đó. Còn em người phía sau em ngồi em cảm thấy sao? Nó khác gì những con xe trước? Cái yên nó bằng á, ngồi dễ chịu hơn. Mấy cái yên nhõng nhõng khó chịu lắm. Nó ngồi dễ chịu hơn Z300 đúng không? Ừ đúng rồi. Mà cái yên nó đẹp hơn nữa, yên sâu á, nhọn nhọn. Rồi, ok, đó là cảm giác mà Vinix đã chia sẻ lại.
Rồi xong. Hết nhiệm vụ, mời em. Đó. Có thể nói những anh em mà chọn mà đi tour xa rồi á, nhiều, rất là nhiều anh em đã chọn con xe này. Thì Minh luôn nói thiệt anh em là khi mà đã nghe danh tiếng con này rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới mua được nó. Đó, mới mua được nó thì cảm thấy nó là một con xe rất là tốt luôn. Một con xe rất là tốt. Lúc đầu Minh nghĩ là nó không có ABS giống như R3, nhưng mà ai ngờ nó có ABS thì quá là ok luôn. Về con xe này về anh em chỉ cần lắp cái chợ sáng nữa là ok. Lắp cái chợ sáng nữa là đi tour là tuyệt vời luôn. Cái này chắc là chủ xe chắc có lắp á, mà khi bán cho mình là chủ xe chắc tháo chợ sáng ra rồi. Đó, rất là đẹp. Giờ còn gì để nói nữa ta, chia sẻ cảm giác. Nó leo lề rất là ok nha. Leo lề đi trong thành phố mọi thứ không có chê về đâu được hết á. Nếu như mà con này mà rơi tầm 30 cây một lít xăng á thì ta nói là nó quá tuyệt vời luôn á. 30 cây một lít xăng giống như CB300 thì nó quá tuyệt vời luôn. Mà đương nhiên nó mạnh thì nó phải hao xăng thôi. Anh em mà leo lên con xe này anh em chạy rất là ngọt. Anh em mới tập chơi chạy rất là ok luôn, nhìn rất là hầm hố góc cạnh luôn. Không biết cái gì để nói hết. Thì con xe này Minh á, những anh em ở xa Minh có hỗ trợ rút gốc cho anh em luôn. Đó. Còn gì để nói nữa không Mập? Không, Mập lắc đầu không có gì để nói hết. Rồi, Vinh X tự động vô luôn. 1m 63, mét 6 đi. Mét 63 ok. Rồi, ngồi chia sẻ cái cảm giác nó sao đã không? Nhẹ anh. Cầm mít nè. Ô, nói chung nó nhẹ, nó lùng. Đẹp nữa. Em thích chiếc này tại em thích màu đen. Sẵn tiện review luôn. Thì con gái ngồi lên xe này cũng hợp luôn. Chạy rất là ok, ngầu. Thoải mái, dễ lái. Có ai muốn lái chị Vinh X à? Cho em sẽ để Facebook em ở dưới cho mấy bạn, ví dụ muốn làm phi công thì đăng ký anh cứ hỏi gì không. Ok, anh cứ để Vinh Facebook Vinh X cho mấy bạn. Ồ, dạo này không thấy Gia Hân nữa. Mới đi từ thiện. Gia Hân đi từ thiện hả? Đi từ thiện rồi. Gia Hân phọn địa đi từ thiện. Hai cái kính đó khá là đẹp ha anh em ha. Giờ mình mới để ý hai kính đó rất là đẹp. Người ta ưa nói là độ kính MT03 đẹp tuyệt vời. Không có gì để chê nữa. Rồi, vậy thôi. Kết thúc clip, chào tạm biệt anh em. Kết thúc clip ở đây.